chủ nhà đi để đi nộp. Quay đi hết cho nó.
cái này bán là 750 thôi, bán rẻ vào 35.000 thôi, đâu được chưa? Đây, cùng ăn ngắn đây. Đấy. Ba cái của này, và cái này. Của hai cái bán rẻ nốt ra 30.000 cái này. Cô làm một ba cái cho em mặc sướng, ba cái nó rẻ. Một cái đấy ạ. Ui, lấy được ba cái cho cháu, mà đã có tiền. Em ngồi đi. Một cái 15, 3 cái 45 bà ơi. Một cái thì 15.000. Đấy, xem quần là của các ông 15.000 một cái. Ba cái 45.000 được không? Vào hè rồi thanh tín nốt thôi. Xem thử đi ông. Ông ơi thoải mái luôn, con xem thoải mái, thử thoải mái không mất tiền đâu. Đấy. Đó là áo này là phải lách mà nó dáng dài, bình thường cứ thử luôn là các chị đi mua cái áo như này. Nó ít nhất phải gần 200.000. Đấy, em thách lý nốt một cái nốt thôi các chị ạ. Lấy cái loại áo trắng này đi. Đấy, cái màu này nó trắng. Đấy, bán các là phải 180 thôi. Đấy, bán tại hàng 180 thì sẽ bốc hai kiện áo ra mà đem lấy cái này. Cứ thầy là thật đẹp. Nó sẽ to thương cho mình một chút, tức là mình cái chất lượng của mình đây này. Đây, những cái chất lượng của dưới này mà giáo dục nhá, thì giáo dục là nó sẽ. Em có màu hồng, có nhiều màu lắm chị gái. Đây, màu hồng thì cô gái này. Đấy, áo đấy cho đi học, áo sót này, áo cho chị đây. Em còn đúng màu đen, còn đúng màu, còn đúng màu, còn đúng màu. Ba cái, chắc chắn. Cái đấy 35.000 đấy. Cái đấy bắt trên lắm. Cái này 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 bà lấy một cái áo này về mà mặc bạn mùa hè, làm vài cái áo không mà mặc có 20.000 thôi. 20.000 đồng một cái áo không bà đi ra ngoài ấy, đến tủ của nó tất cả một cái áo này làm gì có cái giá 20.000 có thích lý đâu thôi các bà. Đây làm quả này đâu? Dùng hình túc. Đây sơ tiêu động, mày có sơ tiêu động của bà, còn một mấy cái này bán rẻ nó nặng. Rồi bán người cho 10.000 thôi. 10.000, đấy 10.000 cái, làm mấy áo sơ tiêu. Em Phương ơi, quần thì 5.000, quần thì mai em 5.000. Hai cái ạ, thì mấy em chồng 4 cái nào bằng xe hồ bằng cái gì. Bán bao tiền không ạ? Cái này hiển cho bà đấy làm mấy con bò đen đi em. Chưa rồi còn cái nào vừa bán vừa cho đốt đấy bà ơi. Nhé. Em về chị đáp đi đi luôn. Hai cái 15.000 thôi, vừa ăn vừa cho. Còn giờ thì cô không nhận được chỉ. Còn giá rẻ hơn đây. Máy đi chơi hết đem cái túi bằng thành phần để chúng ta đi được cái một cái bằng này để mình ra hai cái gì đó thôi vừa bán cho đặt quần đi để
quên cái con này, quên cái 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 đấy quần đùi này chưa không quần đùi cho bé đấy rồi ngồi làm gì làm ba bốn cái đang một cái nhá, chị nào có bầu có sửa lên đây cho một cái chụp nhìn cái đấy đấy nhá, lão bạn này chị làm con có mấy cái bà nó nhanh nhá, anh em của nó thì em này chỉ còn có một hai cái thôi. Quên đi cái nào bẩn quá ngáo rồi kìa. Đấy đây chị xia đấy, cái bò này hay là cái con cá này để xem còn bò nào không. Đấy chị xia một cái ôi nhẹ quá trời luôn bà ơi, năm đây màu đen đây 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 tôi bán vừa cho đây, là các bà ơi 20.000 cái đấy, trục trắng lông đỏ 20.000 cái trắng đỏ 20.000 cái bay ba tao ở đây 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 con này cháu bà này chi xia 5.000 10.000 có đây cái quần này không nhỉ. Ôi dồi ôi đây này các bà không sao phải ở đây chụp ra ông bà đấy. Đây này áo phông các bà thằng gì nốt này áo phông này 3.500.000 làm ông chụp nào khó đấy. Ủa dáng dài các chị ơi, đây này mặc hai lớp hai mặt nhé, chống nắng này bán là 160-170 cái là bán rẻ nốt 60.000 này, hai lớp hai mặt của chị nào lấy ạ, hai lớp hai mặt luôn mua áo chống nắng cho mỗi quần này nhá, cho đẹp này khoảng cách quần này tối quần ngủ cổ chia đấy lúc cổ chia 10.000. Cái quần này quần đông đông này tối chỉ cần mặc cái quần này một phát là trông xa vào luôn. Ôi giời. 10.000. Cái này 25.000 đấy cơ. Đấy, anh làm bài. Ôi bà ơi. Còn mấy cái bán rẻ nốt 15.000 giá nhiêu đâu? Bán rẻ nốt câu hỏi này bán là phải 60-70.000, bây giờ bán rẻ nốt 15.000. Thừa này, 50.000. Cái này này, bộ. Đó, không cả đồ buôn. Đấy cái này rẻ lắm rồi. Mấy cái? Đầu đen này là bộ. Mấy cái này? Hai cái này à? Hai cái này 70.000 nó 100.000 tròn. Đấy, sao rồi các bạn nhận luôn 100.000 tròn. Đấy 50.000 một bộ. Đấy, bỏ ra ngoài, bỏ ra ngoài. Đấy, các bà, cô, chị, chúng ta hồi nhà đồng con. Đấy, cái màu nào, cái màu nào lấy màu đấy. Con tay to, tay bé, không hố cái người ta để tay to, tay bé là 50.000. Còn đùi bò này. Tay to, tay bé là bán là 50.000. Bây giờ bán rẻ, đốt đây này, cái quần như này 35.000 cái thôi các bạn nhá. Quần đùi bò. À, cái này 25.000. Hai cái 15.000 này. Đấy, đi đâu chi xia nào. Quần áo em chi xia. Chi xia một cái đó. Hai cái xịt bán rẻ nốt 15.000 để bán cho 50.000 cái. Hai em 15.000. Không hiểu á. Đấy, cái này em khủng. Con gái kêu được mà, không phải con trai đâu. Con trai kêu con trai. Hai con trai kêu bạn của đấy, đúng không? Đây, quay. Ôi, trời ơi. Đây ông ơi, ông làm cái quần chất đẹp luôn, uy tín luôn ông. Chị xia mua 5 cái bui lu một cái nhá. Chị xia 5 cái bui lu tặng luôn, cho luôn. Đấy. Chị cái 3 cái bằng 5.000. Ủa trời ơi, rẻ chưa, uy tín chưa. À quên quá, con làm đúng 2.000, cái bán rẻ thôi đây. Chắc 6.7. Cái quần này. Quanh đứa này chắc không lên nè. Cái đầu nó mới lên thôi. Đây là còn sót một hai cái áo này to to này cho chúng này mặc này. Đấy. Cái này sợ gái áo. Đấy. À, có nhiều nhỉ? Không. Ui cái này trai gái đều được. Cái này to này. Cái xịt của các anh này, quần xịt của anh các chú thành lý nốt ở đây hai cái có 15.000 nhé. 15.000 hai quần xịt này. Đấy, chú nào anh nào mặc không? 15.000 hai quần xịt. Này là chưa là cái không? Cái này, ba cái 100 chứ? Đúng. Đấy có 20.000 thôi. Dạ. Đấy, quần đàn bà. Quần đàn bà đây, quần đàn bà đây rồi. Quần này chỉ có dành cho đàn bà chứ không cho đàn ông. Đâu? À cái này con về con chặt cho một tí. Con bỏ đi về con chặt cho một tí.
À, cho nó một ghi đâu nhỉ? Ừ, đi chào giống á. Bởi cách này đi. Đồ gì nhỉ? Cho nó một ghi đâu nhỉ? Đây, cái đấy xong. Xem quần áo đi bà ấy. Đó, đâu anh? Đây đấy, ui, 25.000 cái gì anh? Đấy. 25.000 một cái thôi. Áo chống nắng á, ui dồi. Đấy, cô cứ chụp ảnh là áo chống nắng này, tí quảng cáo với tư liệu luôn. Áo polo áo sơ mi này, chị ơi, đừng đấy, lấy chị. Dạ. Áo này các chị đi đâu ạ? Các chị phải quảng cáo, các chị biết cái chất này chưa bao giờ dùng. Đấy, ui, mấy bảy. Các chị ơi, có con trai, có con gái, có cô. Con trai, con gái có hết mà. Có đủ size luôn. Dạ. Hai cái 50 chữ. Mất ngủ. Em mất ngủ tí. Bán rẻ đốt à, con ngủ. Hai vợ chồng làm cái áo chống nắng đi, rồi đi quay đi hết cho nó đỡ nắng. Dạ. À, ôi dồi ôi, 246, 240 đấy mày. À dạ không ạ, à, thông cảm là cái này em không bớt. À, mua bánh mì đi không? Wow.